Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Di Động Việt. Với chiếc Galaxy Tab S6 Lite mà mình đang cầm ở trên tay thì mình đã nghe rất là nhiều lời chê về nó. Nào là chip cùi, tia game không ngon, viền nén dày, rồi một vài thứ khác bla 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 bla. Vậy thì thật sự mà nói Galaxy Tab S6 Lite có tệ đến mức như thế? Chúng ta có nên lựa chọn chiếc máy này trong phân khúc giá 10 triệu hay không? Hay là 10 triệu trong tay chúng ta nên mua những chiếc iPad đến từ nhà Apple? Trong video này thì mình sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu vấn đề này nhé. Mình sẽ không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Nhìn chung thì đúng như những gì mà người dùng chúng ta đánh giá, nếu bạn là một người đang chuẩn bị tâm lý mua cái con máy này để mà phục vụ cho cái vấn đề là các bạn chơi game thì mình nghĩ các bạn nên bỏ ngay cái ý định đó đi, bởi vì nó hoàn toàn chơi game rất chán. Được trang bị con chip là Exynos 9611 nên vì thế là cái khả năng xử lý ở con máy nó cũng không có mấy là vượt trội. Con chip này thì cũng được trang bị và sử dụng ở trên Galaxy A51. Mình thì cũng đã dùng Galaxy A51 được một thời gian dài và thật sự với trải nghiệm của mình thì hoàn toàn không mấy hài lòng về phần hiệu năng của em nó, khi mà có khá nhiều cái hiện tượng gọi là bị lag và bị chậm máy. Với điện thoại á, thì nó rất là ít những cái thao tác cầu kỳ và phức tạp, nó khác hẳn hoàn toàn so với lại những chiếc máy tính bảng như thế này. Với một người thường dùng điện thoại trong công việc như mình thì công cụ Samsung Desk ở Samsung hoàn toàn rất là tiện ích để mà sử dụng trong cái công việc. Tuy nhiên thì với Galaxy Tab S6 thì của chúng ta lại hoàn toàn không được trang bị cái tính năng đó, cũng bởi vì do nó được trang bị con chip là Exynos 9611. Con chip này thì hoàn toàn không có hỗ trợ tính năng này. Mà thôi kệ, cái này thì mình cũng không có mấy quan trọng và có thể tìm được một cái phương pháp để mà thay thế nên cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nhưng mà nói chung thì mình cũng đã bị mất đi một cái tính năng rất là thiết yếu và cần thiết khi mà sử dụng trong công việc. Chơi game thì không mấy ngon và thiếu Samsung Desk, nhưng mà chiếc Galaxy Tab S6 Lite này của chúng ta không phải hoàn toàn yếu kém. Với những tác vụ trong học tập hay làm công việc vẫn hoàn toàn rất tốt. Nếu như hỏi mình để mà lựa chọn giữa một cái con iPad trong tầm giá và chiếc Galaxy Tab S6 Lite này, và mục đích chính của mình là dùng để làm việc, thì chắc chắn 100% là mình sẽ chọn chiếc Galaxy Tab S6 Lite này. Vì nói gì thì nói, Android vẫn là một hệ điều hành mở hỗ trợ khá tốt trong nhiều tác vụ. Thế vào đó thì từ lâu Samsung họ đã tập trung nhiều vào những cái thao tác trải nghiệm nhằm giúp người dùng chúng ta có nhiều cái sự tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng máy. Chẳng hạn như là các bạn có thể mở nhiều tab trên cái màn hình nè, cửa sổ nhỏ, thao tác nhanh và rất nhiều thứ khác nữa. Nên là khi dùng Galaxy Tab S6 Lite để làm việc thì mình có được cái sự tiện lợi. Nếu so với iPad thì các bạn có thể thấy hoàn toàn rất rõ cái sự tiện lợi đó. iPad cũng có thể mở được hai cái cửa sổ để làm việc, nhưng mà với những cái thao tác sử dụng trên iPad thì nó hoàn toàn quá lâu và cầu kỳ hơn rất là nhiều so với lại Galaxy S6 Lite thì hoàn toàn rất nhanh gọn. Ngoài ra có một điểm mà mình tin chắc rằng nếu bạn nào áp dụng cho công việc nhiều thì các bạn cũng sẽ thích máy tính bảng như mình, đó là chúng ta sẽ có thể tải file và download mọi thứ dễ dàng hơn là so với lại iPad. Khi mà lần đầu tiên mình nhìn vào cái combo Galaxy Tab S6 Lite thì thật sự mình phải wow lên luôn đấy các bạn à. Phải nói Samsung rất biết cách thu hút người dùng với cái kiểu thiết kế vô cùng sang trọng, màu sắc nhã nhặn và bắt mắt. Ngoài ra thì khi mua các bạn sẽ còn được tặng thêm một cái bao da 500 như thế này. Này, thấy chưa? Với cái bao da này thì mình cực kỳ thích luôn, bởi vì nó không có sử dụng những cái nhựa để mà bọc ở các cái viền máy, mà nó sử dụng hoàn toàn bằng 500 nên tổng thể máy của chúng ta trông nó rất mỏng và cực kỳ đẹp. Và khả năng hít của bao da này thì rất tốt, không có bị lỏng lẻo, cực kỳ chắc chắn. Chưa hết, khi mua thì kèm thẳng trong hộp của các bạn sẽ có luôn cho mình đó là một chiếc bút S Pen đi kèm với máy, một món phụ kiện không thể thiếu của dòng Tab. Nếu như là ở iPad nhé thì các bạn sẽ chẳng bao giờ có được chiếc bút nào mà bắt buộc chúng ta phải bỏ tiền ra mua riêng. Với cái mức giá dành cho Apple Pencil, nếu như mà bản cũ nhất hiện giờ nha, mình nhớ không lầm thì nó cũng phải hơn 2 triệu cơ. Chát vãi nồi luôn. Trải nghiệm viết tay ở trên Galaxy Tab S6 Lite cho thấy là máy nhận chữ viết rất tốt và chính xác, bút cũng ít gây mỏi khi mà sử dụng lâu. Một ưu điểm khác nữa của dòng bút S Pen mới đó là chúng ta sẽ không có sử dụng pin, nên là các bạn sẽ không cần phải sạc và có một cái thời gian sử dụng rất lâu. Chiếc bút của S6 Lite mang đến cho mình một cái cảm giác viết nó đã hơn rất là nhiều so với lại Apple Pencil. Mình là một người không thích viết trên giấy vở, nhưng thật sự phải nói khi mà viết ở trên cái chiếc Galaxy Tab S6 Lite này thì cảm giác thật sự rất là sướng. Lúc nào mình cũng muốn cầm được cái chiếc bút trên tay rồi vẽ vời viết viết và vọc 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 như thế này. Đầu bút khi viết thì sẽ có độ ma sát rất tốt, tạo cảm giác chân thật và viết một cách dễ dàng, không bị trơn trượt. Cầm ở trên tay thì mình có cảm giác như chỉ đang cầm một chiếc bút chì thật sự, vì cái trọng lượng của bút nó hoàn toàn siêu nhẹ, chỉ là 7g mà thôi. Còn về khả năng hiển thị ở phần màn hình thì máy của chúng ta sẽ được trang bị màn hình kích thước là 10.4 inch. Máy sẽ sử dụng tấm nền hiển thị là PLS LCD, độ phân giải là 1200x2000 pixel. Sau hơn 4 ngày mình sử dụng thì mình cảm thấy nó thật nha, mình hoàn toàn không thích cái màu sắc của cái máy này, bởi vì nó hoàn toàn khá nhợt nhạt, độ tương phản thì cũng không có cao nữa, nên là khi mà mình sử dụng mình phải bật
và chỉnh màu sắc của máy lên ở cái chế độ sinh động để có thể đẩy được cái màu sắc của máy nó lên thêm một chút xem cho nó ok hơn. Và cái vấn đề này thì các bạn cũng có thể dễ hiểu lý do tại sao đó, bởi vì máy nó không được sử dụng cái tấm nền OLED mà Samsung hay sử dụng. Thay vào đó chúng ta chỉ có một cái tấm nền không được máy xịn sò là LCD mà thôi. Do đó thì mình cũng không thích sử dụng cái chế độ dark mode ở trên cái máy này, do cái màu đen không được sâu, nhìn nó cứ hơi đục đục, nó rất là chán. Và thôi thì thà sử dụng mình trắng luôn chứ không sử dụng nền đen nữa. Màn hình to giúp cho bạn làm việc thuận tiện hay xem phim thì đều rất là tốt và đã. Nhưng mà phải chi Samsung trang bị thêm cho chúng ta cái tấm nền hiển thị nó chất lượng tốt một chút, mình nghĩ với cái combo này thì nó sẽ trọn vẹn hơn rất là nhiều. Bên cạnh phần hình ảnh thì phần âm thanh ở trên Galaxy Tab S Lite cũng được chăm chút với bộ loa kép đến từ AKG và công nghệ âm thanh Dolby Atmos sóng đồng. Và mình có đem đi test và so sánh với lại chiếc Galaxy Note 10 thì mình thật sự phải thấy là chất lượng ở trên Galaxy S6 Lite thậm chí nó còn ngon và chắc hơn rất là nhiều so với lại trên Galaxy Note 10 các bạn nhé. Nghe nó hoàn toàn rất là ngon và đã. Với cái vấn đề nếu như các bạn dùng để chơi game thì thật sự rất đã khi mà trải nghiệm ở trên cái chiếc Galaxy Tab S6 này. Bởi vì nhất là game PUBG các bạn có thể nghe được tiếng chân, tiếng địch này nọ rất là đã. Nhưng rất tiếc là cái hiệu năng ở trên con máy này lại không mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm quá ngon lành. Thì đây cũng một trong những cái điểm mà mình cảm thấy rất là đáng tiếc luôn. Và cuối cùng là thời lượng sử dụng của máy. Vì máy không có một cái cấu hình quá khủng cũng như là cái khả năng hiển thị quá cao. Và mức dung lượng pin thì cũng rất là gây ấn tượng là 7040mAh. Nên thời gian sử dụng của máy có thể lên đến tận là 8 tiếng sử dụng. Đây có thể cho là một mức thời gian sử dụng cực lâu, giúp cho các bạn có một ngày dài làm việc ở trên máy. Ngoài ra thì máy cũng có đi kèm với khả năng sạc nhanh 15W nên cũng đỡ phần nào khi máy của các bạn đã cạn pin. Tóm lại thì các bạn có thể thấy là ở Galaxy Tab S6 Lite của chúng ta vẫn rất xứng đáng mua trong phân khúc giá là 10 triệu. Nếu so với iPad thì Galaxy Tab S6 Lite đáng để cho các bạn lựa chọn hơn nhiều nếu như các bạn chỉ tập trung vào cái vấn đề học tập, làm việc là chính và giải trí thì chỉ là sương sương. Còn nếu như họ nói với mình là các bạn chuyên về chơi game thì iPad chắc chắn sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất dành cho các bạn. Tuy nhiên với cái mức giá 10 triệu như này thì các bạn chỉ có thể mua được những chiếc iPad cũ để có được một cái cấu hình nó ngon ngon một tí xíu. Còn máy mới thì không có được một cái cấu hình quá xịn sò và cũng không có được một cái sự đa dạng về kiểu thiết kế và màu sắc như ở Galaxy Tab S6 Lite. Tab S6 Lite khi mua các bạn sẽ được tặng bao da 500 book cover rất đẹp, màu sắc thì cực kỳ tươi trẻ, thiết kế không kém phần sang trọng. Và đặc biệt là khi các bạn mua máy tại cửa hàng Di Động Việt thì sẽ được tặng voucher trị giá 1,5 triệu. Và ngoài ra các bạn sẽ còn được tặng thêm một cái voucher Highland Coffee trị giá 40.000. Để tham khảo chi tiết thì các bạn có thể bấm vào đường link mình đã để sẵn ở dưới phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ phải kết thúc video tại đây. Sau video này các bạn có những đánh giá và chia sẻ như thế nào về chiếc Galaxy Tab S6 Lite này thì đừng ngần ngại hãy chia sẻ ngay dưới phần comment nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên cho video này một like cũng như nhấn nút đăng ký kênh của Di Động Việt để không bỏ lỡ những video sau này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.